Kính chào quý vị và các bạn. Thì lời đầu tiên Lâm cũng không biết nói gì hơn. Lâm chúc cho quý vị và các bạn yêu mây vàng cả nước có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, bên gia đình nha. Thì hôm nay Lâm có về 13 cây mai tàn. Lâm nhờ cái kênh Mai Vàng Quê Dừa của anh Tấn để quay giới thiệu đến quý vị và các bạn. Thì hình thức của Lâm thì là Lâm, địa chỉ của Lâm là Châu Thành, Bến Tre. Số điện thoại của Lâm là 0913443139. Thì hình thức bán của Lâm là bao lên trang của quý vị. Tại cây này là cây tàn, cây to, thì ship của gì thì Lâm sẽ thương lượng lại với quý vị và các bạn nha. Thì không để mất thời gian của quý vị, thì Lâm quay chi tiếp từng cây của quý vị để cho quý vị tham khảo nha. Thì hôm nay trời nắng, sáng hơi nắng, thì mong quý vị thông cảm nha quý vị. Rồi, cây đầu tiên là cây số 1, tàn thông, một cốt, giót đọt, chi tàn rất là nhiều, rất là đẹp quý vị. Cây xấu là Lâm cắt bonsai hết, còn chi tàn đều thì Lâm để giao lưu với quý vị đây. Đó, cây số 1. Lâm đi một vòng cho quý vị xem nha. Đó, đầu tiên là cây số 1, rất chi tàn nè quý vị. Đó, từ dưới lên trên ha, không có lỗ gì nào nha. Đó, quành thân của nó ở vị trí này là được 31,5 nha quý vị, tính 31 nha. Đó, đế đây, đế thì đều bốn mặt nha quý vị. Cái củ đế tới 50 lần á, 50 hơn nha quý vị. Đó, để đó quý vị, có đế chịu đầy đủ hết ha. Đó, thân lắc lượng rất là đẹp nha, đường thân của nó đây. Đó, rồi cây đế quái tàn thông đẹp này Lâm xin được phép giao lưu quý vị là 4,5 triệu nha quý vị. Rồi, Lâm tiến hành qua cây thứ hai nha. Cây thứ hai cũng là một con thú nằm luôn. Đó, chiều cao nó trung bình gần bằng nhau quý vị, khoảng 1m8 đến 2m2. Đó, cây này thì tàn đẹp như cây hồi nãy. Đó, không có lỗ chi tàn hết quý vị. Đó, đường thân của nó này. Đó, đó, rồi cây này hoành vị trí này là cũng 31,5 nha quý vị, tính 31 nha quý vị. Đó, đế nó đây, củ đế 61. Đó, nguyên một con thú nằm nha quý vị. Đó, Lâm về bên phải nè, Lâm về bên trái nha. Đó, đó, rồi cây củ đế quái càng không đẹp, có bể xù nhẹ. Lâm xin được phép giao lưu với quý vị là cũng 4,5 triệu nha quý vị. Đó, bao lên xe tùy theo quý vị là ở xa ở gần, ở gần thì bao xe rất là rẻ nha. Đó, Lâm chỉ bao xe thôi, bao lên xe thôi. Quý vị không có xe thì Lâm sẽ tìm cho quý vị nha. Rồi, cây thứ ba, cây thứ ba hoành vị trí này là 32, đế có chân chịu rồi, rất là đẹp. Đó, quay đế trước quý vị. Hậu, có mình thì
làm tiện cái nào Long qua trước cái đó nha. Để đây. Đó, có đi chịu trước đó nha. Cũ đế này 58. Đó. Đế rất đẹp quý vị. Cây này thì Lâm tước lá hết rồi. Cây hơi quái. Lát lượng từ dưới lên trên. Chi cành mọc đều luôn. Đó. Đây, tổng thể cây. Cây này cao khoảng 1m8 quý vị. Đó. Chi tàn nè. Từ dưới lên trên không có thiếu chi tàn quý vị. Một cốt chốt đọt nha. Đó. Đó, cái là chủ này quý vị. Chủ đây. Đó. Rất đẹp nha. Rồi. Quay lại nhẹ cái đế quý vị rồi báo giá quý vị nha. Rồi. Cây có củ đế 58. Hoành 32,5. Tính 32 quý vị. Lâm Zalo 4,5 triệu nha. Rồi. Đó. Rồi tiếp tục là cây thứ tư. Quay tàn trước quý vị ơi, thuận tiện hơn nè. Đó. Các bạn rất đều rất đẹp nha. Sáng ngang những cái cây này thì khoảng 1m8 đến 2m2 nha quý vị. Đều như vậy hết. Đó. Chi tàn đây. Không có lỗ chi nào luôn nha quý vị. Này là Lâm tuyển chọn nha. Cái cây xấu Lâm cắt phôi rồi. Để lại những cái cây đẹp thôi. Để cho quý vị chơi tàn. Cây này thì chơi tàn đẹp nha. Còn bông thì Lâm cũng báo quý vị luôn là 5-7-9 cánh nha. Bông này thì bông không đẹp bằng giáo Thủ Đức nha quý vị. Đó. Hoành ở vị trí này là 28. Đó, đế được quý vị. Cây nào như cây nấy nha. Đế dữ lắm. Đó. Cái cũ này là tới 50 nha quý vị. Đó. Có đi chịu hết nha quý vị. Đây nè. Đó. Có đi chịu nha. Rồi. Co lắc rất là đẹp. Cây hoành 28 này Lâm Zalo 3,5 triệu nha quý vị. Rồi. Lâm tiếp tục cây thứ năm nha. Tiếp tục là cây thứ năm nha quý vị. Cũng là tàn không một cốt chốt đọt. Đế quái. Cây này cao tới 2,5 m quý vị. Cây chi tàn rất là đẹp nha. Đó. Chi tàn rất là đẹp. San sát với nhau hết. Đó. Rồi. Lâm tiến hành Lâm và chi tiết cái hoành cho quý vị xem nha. Cây này thì nó cái dòng lắc nói chung là những cái cây này không cây nào giống cây nào nữa quý vị. Đó. Chi tàn đều từ dưới lên trên luôn. Một cốt dốc đọt. Đó. Này là 2,5 m, 2,2 m đến 2,5 m nha, chiều cao. Chiều ngang khoảng 1m8, 2m nha. Rồi. Cái hoành vị trí này là 34 nha quý vị. 34 hoành đó. Ngay cổ rễ nha. Cái cũ là 60 nha. Mình đo cái cũ mình ghi thông số trên trên cái thân cây luôn nè. Đó. Quý vị nếu ở gần thì tới vườn của Lâm đo lại cho chính xác nha. Đó, Lâm làm ăn uy tín, không có đo tầm bậy, chỉ có một mình thôi. Đó. Rồi. Cây 34 hoành này Lâm xin được phép giao lưu với quý vị là 5,5 triệu nha. Tràn không một cốt chốt đọt rất đẹp. Này cây này mà với quý vị về chằn rang cái thì nuôi chừng 3 năm sau thì cực kỳ đẹp nha quý vị. Đó. Rồi. Tiếp tục là cây số 6. Cây này cũng tàn không một cốt chốt đọt nha quý vị. Đó. Tàn này thì yếu hơn những cây kia. Hoành cũng nhỏ hơn. Đó. Rồi. Cây này hoành 26.
cũ đế 48 này, đế nơm quý vị, nó nơm xuống không, mình không có khai thác nha. Này nơm xuống đây đó, rồi cây này quanh 26 Lâm giao lưu quý vị là 2 triệu rồi nha. Cây này giá mềm quý vị đó, cũ đế 48 Lâm ghi cái thông số cũ đế lên đây luôn, quý vị cứ thoải mái đòi lại nha. Rồi qua cây số 7, cây số 7 này cây đế quái, thân nó cũng quái luôn nha quý vị đó. Nha. Chiều cao là khoảng 2,5 m đó, chỉ tàn đều đều hết từ dưới lên trên quý vị. Cây này nó hơi to. Lâm có một mình quay, có gì đó mong quý vị thông cảm nha. Ở đây quý vị ai yêu thương vợ thì làm cây này nha. Cây này có dáng sâm thụ rất đẹp nha. Cây thân thân bự nằm ở dưới, thân lớn nằm ở trên, bể xù ở trên đó, bể xù dữ lắm nha quý vị. Rồi nè, cái nát này. Rồi hoàn thân chỗ này, vị trí này là 36 36,5 đến 36 quý vị, ngay cổ rễ luôn nha. Đó củ đế là 62, củ đế rất là to nha quý vị, đế nơm mà đầy đủ hết, đế nơm rất là đẹp. Cây này hoành 36 mấy đó, củ đế nè quý vị. Rồi hoành 36 mấy, ba tinh Lâm tính 36 thôi nha quý vị. Rồi cái cây tàn không hai cốt, Lâm tạm gọi là song thụ nha quý vị, hoành 36. Lâm xin được phép giao lưu với quý vị là 7 triệu nha. Rồi Lâm bao bướng trên xe, bao lên xe đó, tiếp tục với quý vị. Tiếp tục là cây thứ 8, cây này thì tàn sang sát từ dưới lên trên quý vị, con mình Lâm dời cây ra lộ chút xíu thôi nên nó còn vướng cái tàu dừa nha. Đó nhìn về quý vị cũng biết rồi, cây này cao từ 2,2 m đến 2,5 m quý vị. Đó chi tàn thì Lâm quay đường thân nè, đường thân đó. Vậy ok quý vị, để quay Lâm quay mặt bên đây. Đây cây này cực kỳ đẹp đó, chi tàn thôi khổ phải bàn đó, đồ quái có nha quý vị, rất quái nha, già bị xuồng nách hết rồi nè, Lâm không có xuồng nha quý vị đó. Rồi cây này vị trí này là phần cũng 36 nha quý vị, 36 củ đế là 60 củ đế nè quý vị, nó bên kia có chỉ để chịu luôn ha. Đó có để chịu quý vị, rồi củ đế này khủng không nha quý vị, củ đế 60 á, Lâm đo khu này nè. Đó củ đế đặc nha quý vị, Lâm đo là Lâm đo củ đế đặc chứ không có đo nồi đế nha. Cái nồi đế nó thì nó bít bầu khoảng 60 đến 65 thôi đó. Cái đường kính bầu á, thì cây số 8 này hoành 36 tàn đế đẹp. Lâm xin được phép giao lưu với quý vị là 8 triệu nha. Rồi Lâm chuyển qua cây số 9, cũng là một cây tàn không, một cốt cho đợt luôn quý vị ơi. Cây này cao cũng khoảng 2 m rồi đó, quay một vòng quý vị xem đó, chi tàn nó sang sát từ dưới lên trên nha, không có thiếu chi tàn cái gì đó, quay xa nè đó.
Rồi. Quanh eo vị trí này cũng 36 rồi quý vị. Củ đế cũng 60 luôn. Cây này thì củ đế nơm nè quý vị. Củ đế nơm đẹp lắm. Có chân chịu nha, đó. Đế nơm. Đó bên kia cho có chân chịu luôn quý vị. Đó. Rồi. Đây nè. Nó cũng bể xù hết nha quý vị. Nó già cây lắm rồi. Đó. Đó. Tay cành lên. Lên dưới bờ rồi. Rồi. Cây số 9 này thì Lâm xin được phép giao lưu với quý vị là 7,5 triệu nha. Đó. Rồi. Cây thứ 10. Đây chút xíu lộn. Lộn số rồi. Cây số 10 đây quý vị ơi. Đó, cũng tàn không một cốt dấu đọt nha. Cây này cao khoảng 2m, 2m2 á. Đó. Đây. Cây này là cây sù da me nha quý vị. Cây sù da me nha. Đó. Tàn nó nè quý vị. Đó. Rồi. Vị trí đâm đo cổ rễ này cũng 36 rồi quý vị. Đây cái nước sù nó đây. Sù da me. Vậy lên đây nó nổ. Nổ vô bờ hết trong tất cả các cái nắp nha. Đó. Đây quý vị. Đó. Nổ lên tới trên luôn nha. Chù nu quý vị. Cây nó nu nu ngộ lắm. Nó có u u cục cục. Đây nè. Đó. Vụ đế thì thôi khỏi 13. Khá đẹp. Đó. Để chịu có đủ nha. Đó. Làm khai thác tới đây thôi. Củ đế này 60 ăn lên nha quý vị. Đó. Để chịu có đủ. Rồi. Cây sù này Lâm xin được phép giao lưu quý vị là 8 triệu nha. Đó. Sù hết trơn nha quý vị. Đó. Sù nu luôn. Cây nu 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 ngộ lắm. Rồi. Tiếp tục là cây số 11 quý vị. Cây này cũng tàn theo một cốt châu đợt nè. Cao 2m. Chi tàn này đều tứ diện. Đó. Không thiếu chỗ nào nha. Là từ dưới lên trên luôn. Cái hoành vị trí này là 33 nha quý vị. Củ đế 60. Đó. Lâm ghi lộn 34. Đo thực tế có 33 thôi nha. Đó. Ngay củ rễ nha. Đó. Củ đế đây quý vị. Đó. Đây. Đây. Rồi. Cây đế quái chi tàn lắc lượng. Tràn đều từ dưới lên trên. Cây này Lâm xin được phép giao lưu với quý vị là 6 triệu nha. Rồi. Lâm tiếp tục qua cây số 12. Số 12 thì cây này thì tràn rất đều. Mấy cây này chủ nhà đã bẻ. Đã chằn dây ba nước dây hết nghe quý vị. Nên cái cây này nó mềm. Cái chi cành nó mềm và nó đóng ngang không quý vị. Đẹp lắm rồi quý vị. Chiều ngang khoảng 1m8, 2m, chiều cao khoảng 2m đến 2m2. Đó. Chi tàn từ dưới lên trên luôn quý vị. Đó. Không có thiếu chi tàn nha. Rồi. Cái hoành vị trí này 31 rồi quý vị. Củ đế 50. Đó, để chịu đầy đủ rồi quý vị. Những cây này là cây của Lâm tuyển chọn nha. Chứ không phải là Lâm mua xô đâu nha. Cây này tuyển chọn về đó. Đường thân rồi quý vị. Đấy. Rất là đẹp nha. Rồi. Tuy nhiên thì cũng có một vài cây xấu. Lâm cắt phôi hết quý vị. Lâm bán phôi bán rẻ. Rồi. Cây số 12 này Lâm xin được phép giao lưu 5 triệu quý vị. Lâm bao lên xe nha. Đó. Rồi.
Rồi, cây cuối cùng của clip, cây số 13. Cũng là một tàn cây tàn thông một cốt giáo đọt. Chiều cao khoảng 2m2, chiều ngang khoảng 2m. Đó quý vị. Này cũng rất là đều nha quý vị. Đó. Này rõ nè. Rồi. Cây vị trí này là vành 32. Củ đế chắc củ đế nhiều ta. Củ đế 50 quý vị ơi. Củ đế 50. Cây đế nó nè. Có chân chịu đầy đủ hết nha. Đó. Đây. Bên đây cũng có chân chịu luôn nha. Hình thú rất đẹp. Rồi. Cây 13 Lâm xin được phép giao lưu với quý vị là 5 triệu nha. Thì cuối clip Lâm biết nói gì hơn. Thì chúc quý vị có ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Rồi, Lâm nhắc lại cái địa chỉ của Lâm là Châu Thành, Bến Tre. Số điện thoại của Lâm là 0913 443 139. Rất mong quý vị ủng hộ của Lâm clip mai này. Lâm thành thật là cảm ơn. Rồi, Lâm xin kính chào quý vị nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị trong video clip tiếp theo. Rồi, Lâm cảm ơn quý vị.